Ngày 20 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai thông tin đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Ngô Quý Phương, 29 tuổi, để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Cụ thể, vào chiều ngày 10 tháng 3, Ngô Quý Phương mang theo một căn xăng tìm đến nhà anh LVT để đòi nợ. Đến nơi không thấy có anh T ở nhà, Phương đã vào nhà khống chế con ruột của anh T, 4 tuổi, để uy hiếp buộc anh T và người nhà phải trả nợ. Đối tượng này đã đổ xăng lên người, tay cầm hộp quẹt đe dọa đốt nhà nếu anh T không trả nợ. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh và công an thành phố Biên Hòa tìm cách khống chế, bắt giữ đối tượng, giải cứu cháu T và ngăn ngừa nguy cơ hỏa hoạn. Ngô Quý Phương khai nhận, trong quá trình làm ăn, đối tượng này đã nhận lại công trình xây dựng do anh T làm chủ thầu. Anh T còn nợ Phương số tiền 680 triệu đồng từ năm 2020. Sau nhiều lần đòi nợ bất thành, Đối tượng tìm đến nơi ở của anh T và phát hiện bé T ở nhà một mình nên đã đột nhập vào nhà, khóa cửa không chế rồi dùng xăng đe dọa để đòi nợ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh vừa điều tra làm rõ và ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Quốc Hưng, sinh năm 2002 và Nguyễn Quang Linh sinh năm 2002 về hành vi hủy hoại tài sản và cưỡng đoạt tài sản. Trong các ngày 22 và ngày 26 tháng 2, Trịnh Quốc Hưng và Nguyễn Quang Linh được xác định là đã sử dụng thanh kim loại hình chữ Y có gắn dây cao su bắn bi sắt làm vỡ kính của một khách sạn ở phường Hồng Gai, nhà hàng siêu thị ốc Phương Thúy và một khách sạn ở phường Bãi Cháy. Tổng thiệt hại tài sản lên đến 10 triệu đồng. Công an thành phố Hà Long tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng, xác minh làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đồng Nai vừa phát hiện bắt quả tang Hoàng Việt Tới, sinh năm 1990, đang có hành vi tàng trữ trái phép vũ khí các loại. Vật chứng thu giữ gồm 3 khẩu súng, một cây kiếm nhật, một dao găm, một báng súng, 11 vỏ đạn, 42 viên đạn, 119 viên đạn bi, 258 viên đạn chỉ. Cùng thời điểm trên, lực lượng công an tổ chức khám xét khẩn cấp nơi ở tại thành phố Biên Hòa của Nguyễn Quang Cường, sinh năm 1990 và Bùi Vũ Nhật Huy, sinh năm 1990, vật chứng thu giữ gồm 11 khẩu súng, 10 hộp chứa đạn trì, 22 vỏ đạn, 9 viên đạn, 26 viên thuốc lắc và hai thùng linh kiện phụ tùng phục vụ chế tạo lắp ráp súng. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã tạm giữ hình sự ba đối tượng trên, tiếp tục điều tra mở rộng xử lý các đối tượng liên quan. Ngày 20 tháng 3, Công an tỉnh An Giang đồng loạt kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 trên địa bàn. Qua giả soát trên địa bàn tỉnh An Giang, hiện có 20 cơ sở kinh doanh của công ty F88 mở tại 11 huyện, thị xã, thành phố. Lực lượng chức năng thực hiện kiểm tra hành chính như việc chấp hành các điều kiện về an ninh trật tự theo đúng quy định của chính phủ đối với ngành, nghề, đầu tư, kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở. Việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an, kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất. Qua kiểm tra, công an địa phương lập biên bản kiểm tra, ghi nhận các hành vi vi phạm nếu có và biên bản tạm giữ các giấy tờ, tài liệu, dữ liệu lưu trữ có liên quan để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.